Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng anh em đến với kênh của Xâm Phạm TV. Thì như tiêu đề mình có nói đấy, thì thế nào là thực tập sinh, thế nào là du học sinh và thế nào là kỹ sư. Thì hôm nay mình làm video này muốn trả lời tất cả những câu hỏi ấy, vừa rồi tới tất cả những người đang chuẩn bị sang Nhật, chuẩn bị hoặc đang ở Nhật mà vẫn còn thắc mắc chưa hiểu rõ ba cái chương trình đấy. Thì mình hôm nay mình cũng nói như này, thì như các bạn đã biết đấy, hiện nay thì cái việc xuất khẩu lao động sang Nhật thì cũng khá là nhiều. Thì ở Nhật thì hiện nay điển hình là có ba chương trình sang Nhật với ba cái dạng visa khác nhau. Thì mình sẽ giải thích từ 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 cho tất cả các bạn sẽ hiểu được, và đặc biệt là đối với những người mà chuẩn bị sang Nhật đấy thì chưa biết đi theo dạng như thế nào, thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu thông qua cái video này. Thì ở trên mạng ấy cũng có rất nhiều video rồi, cũng rất nhiều thông tin ấy. Tuy nhiên là mình cũng có tìm hiểu rồi thì mình thấy là nó không được tổng hợp hết được từng cái một, mà có người chỉ nói chỉ hiểu về thực tập sinh thôi, có người chỉ nói về du học sinh, có người chỉ nói về kỹ sư thôi, mà không có một cái nhìn tổng thể của ba cái visa này. Thì thứ nhất là mình xin nói về cái chương trình thực tập sinh. Thì thực tập sinh là như thế nào? Thì thực tập sinh ở đây ấy, nó chính là một cái chương trình mà được hợp tác ký kết giữa chính phủ Nhật và chính phủ Việt Nam để đưa người lao động của Việt Nam sang bên Nhật học tập và làm việc trong thời gian 3 năm. Vì cái ký kết như vậy cho nên là khi mà các bạn đi theo chương trình thực tập sinh ấy, thì các bạn phải thông qua một công ty quản lý. Bởi vì giống như các bạn hiểu đơn giản như là khi bạn đi thực tập cũng vậy. Thì ở bên Nhật này đặc biệt là người ta luôn luôn phải yêu cầu có người bảo lãnh. Cho nên đối với các bạn đi chương trình thực tập sinh ấy, là các bạn sẽ phải thông qua một công ty bảo lãnh cho các bạn, hay các bạn hay gọi là nghiệp đoàn đấy, ở bên Nhật này này. Đấy, thì nghiệp đoàn bên Nhật này người ta sẽ quản lý các bạn và người ta sẽ liên kết với những cái công ty ở bên Nhật này. Khi mà có việc từ các công ty đấy yêu cầu đến nghiệp đoàn cần tuyển người, thì các nghiệp đoàn ở bên Nhật này người ta sẽ gửi tất cả những thông tin về công việc đấy cho một công ty ở Việt Nam, là công ty chuyên làm nhiệm vụ tuyển dụng. Thì các bạn đi là các bạn sẽ làm việc với công ty tuyển dụng ở Việt Nam, sau đấy thì sang bên này sẽ có người ở bên nghiệp đoàn này sẽ quản lý. Thì đối với mỗi một nghiệp đoàn thì đều có người Việt quản lý các bạn đấy. Thì đấy là chương trình thực tập sinh là như vậy. Thế thì như vậy thì khi mà đi theo chương trình thực tập sinh ấy, thì hàng năm các bạn sẽ phải thi, người ta gọi là thi tuyển giai đoạn đấy. Và trước khi mà sang bên Nhật này thì các bạn đều phải học tiếng, phải được đào tạo đầy đủ. Mục đích của cái việc đào tạo này là để cho các bạn có được cái kiến thức nhất định trước khi bước sang Nhật, rồi những cái nền tảng về tiếng Nhật nhất định nào đấy. Cho nên là cần phải đào tạo cho các bạn trước khi sang. Nếu như các bạn không được đào tạo thì thứ nhất là sẽ ảnh hưởng uy tín của cái công ty nghiệp đoàn ở bên Nhật này, thứ hai là ảnh hưởng uy tín của công ty ở Việt Nam. Cho nên có rất nhiều trung tâm công ty ở Việt Nam người ta đào tạo tiếng Nhật rất là cẩn thận cho tất cả các bạn. Là các bạn còn phải học nội trú ở trong trung tâm để làm sao đảm bảo được là các bạn đủ những cái kiến thức, những cái nền tảng cần thiết trước khi sang Nhật. Đấy, cho nên đấy là lý do vì sao các bạn phải đi học đối với bạn thực tập sinh. Thế thế thì sau khi mà xong rồi thì các bạn sang bên này. Đấy, thì các bạn sẽ có những cái bài chuyển giai đoạn. Mục đích là để làm gì? Là thực chương trình ý nghĩa bản chất thực tế của cái chương trình thực tập sinh ấy chính là như vậy. Khi các bạn thực tập xong 3 năm thì các bạn sẽ có một cái chứng chỉ liên quan đến cái công việc mà bạn đăng ký ngay từ lúc đầu bạn đăng ký sang Nhật. Ví dụ như là các bạn đi theo chương trình cơ khí, làm việc với cơ khí thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải biết thực hành trên máy tiện. Thì sau khi 3 năm về thì các bạn sẽ được cấp một cái chứng chỉ đấy. Đấy, còn các bạn làm bên may thì các bạn sẽ được cấp chứng chỉ về may. Đấy, thì có những cái thông tin về chương trình thực tập sinh như vậy. Thì
Mình cũng chỉ muốn đưa lời khuyên cho những cái bạn mà chuẩn bị sang Nhật đối với chương trình thực tập sinh ấy, thì các bạn trước khi đi thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì? Thứ nhất là các bạn phải tìm hiểu được cái đơn hàng làm sao cho nó phù hợp với bản thân của mình, và chuẩn bị sức khỏe rồi những cái kỹ năng làm sao để phỏng vấn cho nó tốt thì các bạn sẽ có thể đỗ được đơn hàng để đi sang Nhật. Thế còn khi mà sang bên này rồi ấy, thì hiện nay những cái công việc thông thường mà các bạn hay sang bên này làm thì có mấy cái ngành như này mình cũng muốn kể cho các bạn này. Thứ nhất là liên quan đến mảng về điện điện tử, thì gọi đơn về điện điện tử thì các bạn sang bên này các bạn sẽ làm ở trong những cái nhà xưởng, nhà máy công nghiệp, với đơn đơn về thực phẩm này, đơn thực phẩm là đóng gói đồ hộp. Thì ở bên Nhật này ấy, cái ngành công nghiệp mà sản xuất thức ăn đóng hộp ấy, gọi là cơm hộp ấy, rất rất là phát triển. Các công ty người ta không 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 mua ở bên ngoài mà phải mua thẳng trực tiếp những cái cơm hộp bán ở siêu thị hay là ở các công ty ấy. Cho nên cái ngành thì cũng rất là phát triển, nên khi bạn sang đây cũng sẽ có rất nhiều việc về liên quan cơm hộp. Rồi tiếp theo là đến ngành công về may, xây dựng, rồi nông nghiệp, thủy sản, thì có những cái công việc như vậy. Đối với mỗi công việc như thế thì nó cũng tùy theo đơn hàng các bạn, tùy theo công ty, cho nên là nói bảo đơn nào tốt, đơn nào không tốt thì cũng rất là khó các bạn, không thể nói được, rất là khó. Mà tùy các bạn sang, khi các bạn sang đến đây rồi các bạn làm thì các bạn mới biết được. Chứ có thể là như này nhé, mình nói lấy ví dụ này thì để cho các bạn dễ hiểu này. Ví dụ như lúc đầu bạn sang công ty có nhiều việc, các bạn chỉ hơn nhau cái tăng ca thôi, các bạn được tăng ca rất là nhiều, thì lúc đấy các bạn sẽ bảo là công ty chế độ tốt. Thế nhưng mà như sau 1 năm mà công ty nó làm ăn khó khăn, nó lại không có việc, các bạn không được tăng ca, thì lúc đấy công ty lại, nếu như các bạn sang vào cái thời điểm như thế thì các bạn lại sẽ lại đánh giá là công ty không tốt. Cho nên là cái này nó cũng rất là khó nói, nó giống như ở Việt Nam thôi các bạn ạ. Công ty có lúc lên lúc xuống, cho nên là bảo hy vọng sang công ty làm 3 năm mà cứ tốt cả thì rất là khó. Nó là nhiều khi nó cũng do gần như là đánh xổ số đấy các bạn. Nên khi các bạn đi, quan trọng nhất là các bạn được người ta đào tạo cho bài bản, các bạn vào được nghiệp đoàn người ta quan tâm đến mình, lo chỗ ăn chỗ ở các thứ công việc đầy đủ thì cũng là ổn, và mức lương nó cũng không phải là quá thấp là ok. Đấy thì ưu điểm của cái chương trình thực tập sinh này là gì các bạn biết không? Chương trình thực tập sinh này thì thường là dành cho những bạn như này này, những cái bạn mà bây giờ mới học hết cấp 3, các bạn muốn đi làm kiếm tiền ngay để trang trải cho gia đình, kinh tế của gia đình thì sẽ rất là phù hợp cho chương trình thực tập sinh. Đấy, đấy là ưu điểm của cái chương trình thực tập sinh. Thế còn nhược điểm của chương trình thực tập sinh ấy, tính đến đến tháng 4 năm 2018 trở về trước ấy, thì chương trình thực tập sinh chỉ làm được 3 năm rồi. Và cái chi phí của cái chương trình thực tập sinh thì cũng tương đối cao, nó dao động từ khoảng 4.000 đến 6-7.000 các bạn, tùy theo các công ty người ta thu của các bạn. Thế thì đấy là cái nhược điểm của chương trình học sinh. Thì các bạn đi được 3 năm thôi, 3 năm là các bạn phải về. Nhiều khi nhiều bạn muốn ở lại thì không được, cho nên cũng cũng không có ít trường hợp là hết 3 năm thì các bạn bỏ ra ngoài. Cái đấy cũng có rất nhiều, không phải ít đâu. Thì lúc đấy trở thành bộ đội. Đấy là ưu điểm nhé. Ưu điểm là sang đây các bạn học xong cái các bạn sang làm, đi làm thì trả hết được cái phí lúc đầu đi khoảng mất khoảng 10 tháng. Thông thường tham khảo các bạn là từ học sinh bên này thì các bạn mất khoảng 10 tháng là các bạn sẽ 10 tháng là sẽ đủ hết những cái số vốn các bạn bỏ ra. Thì sau đấy rồi đến năm thứ bắt đầu sang năm thứ hai trở đi thì các bạn làm là bắt đầu các bạn có tiền gửi về rồi. Thì thông thường như các bạn đi thì mình có nói đơn giản tham khảo rất nhiều rồi, thì tùy theo đây nhá, mình nói con số cụ thể là bình thường trung bình mỗi một tháng các bạn sẽ, đối trung bình thực học sinh các bạn sẽ tiết kiệm khoảng được 10 man là khoảng 20 triệu, 1 năm 12 tháng các bạn được 240 triệu, 3 năm là được 720 triệu đấy. Thế còn ngoài ra khi mà hết 3 năm các bạn quay trở về thì các bạn có cái tiền điền kịp là được khoảng tùy theo rơi khoảng 80 đến khoảng hơn 100 triệu, tùy theo công ty đóng bảo hiểm các bạn cao hay thấp. Đóng nhiều thì sẽ được hưởng liên kim cao hơn 100 triệu. Thì cho nên là trừ cái tiền mà các bạn đi nhé, nó dao động từ khoảng 4-5 nghìn đến 6-7 nghìn ấy,
thì mình trừ đi cho các bạn khoảng tầm cứng cứ cho là 120 đến 150 triệu đi, thì các bạn sẽ sau 3 năm đi Nhật đối với thực tập sinh thì các bạn sẽ có tiết kiệm được một khoản từ 600 đến 700 triệu. Thế là tùy nhá. Thậm chí có những bạn thực tập sinh một tháng người ta có thể gửi được 15 man thì có thể là sau 3 năm các bạn sẽ có khoảng 1 tỷ. Cái đấy là không ít đâu các bạn nhé, nhưng cô gái là người ta có dám, người ta có chia sẻ cho các bạn hay không thôi. Thì mình cũng nói chuyện với rất nhiều người rồi, cũng tham khảo nhiều nguồn rồi, cho nên cái đấy là có, khẳng định các bạn là có chứ không phải không có đâu. Đấy là người ta không muốn nói đâu, mà đây qua video này mình cũng chia sẻ cho các bạn biết. Thế đấy, thế thì hết cái chương trình thực tập sinh nhá, để các bạn hiểu nhá. Nên đến chương trình tiếp theo là cái chương trình du học sinh. Thì đối với chương trình du học sinh là như này, đối với những phù hợp với những người mà muốn ở Nhật lâu dài và chưa có bằng đại học ở Việt Nam, ví dụ như các bạn không có đủ khả năng học đại học ở Việt Nam, các bạn đi muốn đi theo chương trình du học sinh để các bạn được ở Nhật lâu dài thì các bạn đi theo chương trình như thế. Thì cái chương trình du học sinh này là thông thường là các bạn đi theo dạng tự do, các bạn bỏ tiền ra người ta chạy cho bạn sang Nhật và đi học theo chương trình du học sinh. Thì đối với chương trình du học sinh thì nó tiến trình nó chắc như nào, thì đầu tiên cũng giống như các bạn kia là các bạn sẽ phải học tiếng các thứ chuẩn bị trước khi sang. Thì sau khi sang Nhật rồi nhá thì các bạn sẽ phải học trường tiếng 2 năm. Hết trường tiếng 2 năm thì lúc đấy sẽ có hai lựa chọn, một là bạn học chuyên môn là mất 3 năm, hai là học lên đại học mất khoảng 4 đến 5 năm rồi đấy. Đấy thì hai chương trình đấy thì mình cũng phân tích ưu nhược điểm của cái chương trình du học sinh này nhé. Thứ nhất, ưu điểm của cái chương trình du học sinh này thì nó có một cái ưu điểm duy nhất là các bạn sang đây là các bạn có khả năng đấy, về lý thuyết là các bạn có khả năng ở đây mãi mãi nếu như các bạn được gia hạn visa thành công. Thế còn nhược điểm của chương trình du học sinh như này mình kể cho các bạn nghe nhé. Thứ nhất là về học phí. Học phí của chương trình du học sinh là khi các bạn sang đây nhé thì các bạn sẽ phải trả tiền học phí học hàng năm. Nó rơi vào khoảng từ 40 đến 50 man đến sau thậm chí đến 60 man một năm, tùy theo các cái trường mà các bạn học. Thì ai mà sang đây đi theo chương trình du học sinh hay là thực tập sinh cũng thế thôi, các bạn đều muốn là có tiền để gửi về cho gia đình trang trải cái số nợ mà khi các bạn sang bên này. Thế nên thế thế nhưng mà đối với chương trình du học sinh này ấy, thì các bạn muốn như thế thì các bạn ngoài cái thời gian đi học các bạn phải đi làm thêm để các bạn có thể trang trải được cái tiền học phí là một này, một năm mất cứ lấy tiền nhé, các bạn trang trải tiền học phí là một này, rồi tiền ăn tiền nhà các thứ một tháng cứ tính trung bình rẻ các bạn hết khoảng tầm 5 man. Là một năm các bạn mất 12 tháng nữa mất 60 man, là một năm các bạn phải được mà nào mình cứ tính trung bình khoảng 100 man, 100 man đến 120 man một năm. Thế thì với 100 120 man một năm thì các bạn phải một năm các bạn phải kiếm được như thế thì ở nhà mới không phải gửi tiền sang. Còn nếu mà không, đối với những cái bạn mà sang theo chương trình du học sinh mà không có sức khỏe, các bạn không đi làm thêm được ấy, thì một năm các bạn không kiếm đủ 120 man thì chắc chắn là người nhà sẽ phải gửi tiền sang cho các bạn. Cho nên đấy là cái nhược điểm của chương trình du học sinh ấy. Ngoài thời gian đi học các bạn còn phải đi làm, nên là nhiều nhiều bạn thực sự là mình đọc ở trên mạng, trên các cái trang Facebook, những cái cộng đồng ở trên Facebook, những cái nhóm hội nhóm ấy, có rất nhiều bạn là một ngày chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng ấy. Thế nhá, cực kỳ vất vả luôn. Đấy, nên là các bạn đi theo chương trình du học sinh là phải nỗ lực gấp trăm gấp gần gấp 5 gấp 10 lần so với cả các bạn thực tập sinh. Mà tiền nhé thì khoảng 3 đến 4 năm đầu tiên thì gần như các bạn không có tiền gửi về, thật sự luôn, không có tiền gửi về. Đấy. Nên là rất là vất vả, các bạn phải phải học nhé, phải đảm bảo đủ điểm khi người ta để làm gì? Để khi mà xét gia hạn visa tiếp theo thì là cái điều kiện của bạn là người ta phải đầu tiên người ta xem là điểm với cả điểm chuyên cần của bạn, các bạn có chịu khó đi học hay không. Nếu không, nếu mà không đảm bảo điều đấy là visa của bạn trượt là bạn lại bị về nước. Cho nên là đi theo chương trình du học sinh rất là vất vả, rất là khổ cực và thời gian kéo rất dài luôn. Đấy. Đấy.
rất là vất vả đấy các bạn nhé. Thế thì cái này nó không phù hợp cho những bạn mà gia đình kinh tế eo hẹp, hoặc là các bạn nào mà yếu quá đi, thì mình biết rất nhiều bạn này đi sang đây chỉ lấy được cái bằng tiếng Nhật thôi, xong về nước lại đi xin việc, chứ sang đây không kiếm được tiền đối với chương trình du học sinh, đối với một số nhiều người như thế. Còn những bạn nào mà chịu đựng được, vượt qua được cái khó khăn của mấy cái năm đầu tiên đấy, thì đến lúc mà các bạn học lên chuyên môn nhé, thì chuyên môn với đại học nó khác nhau ở cái là chuyên môn là các bạn đi học nghề thôi, còn đại học thì các bạn sẽ học lên thẳng đại học và các bạn đi xin việc. Thì giữa chuyên môn với đại học lương nó sẽ chênh nhau cũng khá khá tương đối các bạn. Khi mà các bạn học xong đấy rồi các bạn đi xin việc thì lương cơ bản của những người học đại học và những người học chuyên môn nó sẽ khác nhau. Thế nhưng mà chuyên môn thì sẽ được chuyển sang một cái dạng visa khác là visa kỹ sư, nhưng mà lương sẽ không thể bằng được những cái bạn đi thẳng chương trình kỹ sư từ Việt Nam sang đấy. Thì đấy là mình muốn chia sẻ về cái chương trình du học sinh. Thế còn những cái người mà sau đấy người ta có tiếng Nhật tốt ấy, người ta đi làm thì người ta kiếm vài năm các thứ thì cũng ổn đấy. Đấy thì sau vài năm thì các bạn mới mới nhìn thấy đồng tiền đấy, đi theo chương trình du học sinh. Cho nên là đối với những bạn mà chỉ muốn sang Nhật để nhà có điều kiện là sang Nhật để học tiếng Nhật rồi tìm hiểu các thứ ấy, thì các bạn đi theo chương trình đấy là ok. Nhưng mà đối với những bạn mà sang đây mà muốn kiếm tiền bằng chương trình du học sinh ngay lập tức ấy, thì cái đấy mình khẳng định là rất là khó khăn. Bạn nào phải cố gắng lắm, hoặc là sang đây các bạn không học mà các bạn chỉ tập trung đi làm thì các bạn sẽ có tiền gửi về, nhưng mà cái xác suất mà các bạn sẽ bị về nước rất là cao. Mình cũng có một trường hợp của một cậu cháu sang đây đến năm thứ năm rồi, nhưng vừa rồi cũng xét là cũng không đỗ visa, thì cũng chắc chắn là trong cái hồ sơ của bạn đấy là cũng sẽ có vấn đề liên quan việc làm thêm nhiều quá thì nó mới như thế. Chứ còn sang đây không vi phạm gì thì cũng phải như thế, thì cũng phải về nước thì cũng phải có một cái vấn đề gì đấy là liên quan đến việc làm thêm đấy các bạn ạ. Thế còn cái chương trình số 3 nó mà trước đây thì nó không phát triển, nhưng đến bây giờ thì mấy năm trở đây là nó phát triển hơn, là liên quan đến chương trình kỹ sư. Thì ưu điểm của chương trình kỹ sư ấy, thì cái chương trình kỹ sư này thực sự là mình thấy nó gần như không có một cái nhược điểm gì, mà toàn ưu điểm của hai cái chương trình kia cộng lại. Nó phù hợp với những người muốn sang Nhật kiếm tiền ngay và hưởng mức lương tốt đấy, thì các bạn đi được theo chương trình kỹ sư. Chứ còn có một cái yêu cầu để đi được chương trình kỹ sư, nếu bạn hiểu rồi, là phải có bằng đại học trở lên thì các bạn mới được đi theo chương trình kỹ sư. Và khi mà đi theo chương trình kỹ sư, mình quên không nói là vừa nãy du học sinh nhé, du học sinh cũng có quyền đón vợ con sang, thì chương trình kỹ sư cũng có quyền đón vợ con sang. Cho nên chương trình kỹ sư là nó bao hàm của tất cả những cái ưu điểm của hai chương trình trước cộng lại. Bạn đón được vợ con sang này, các bạn có thể đổi việc này, và các bạn có thể xin được visa một lúc 5 năm hoặc 3 năm tùy theo công ty không có bạn làm lớn hay là nhỏ đấy. Nên là đối với chương trình kỹ sư là như thế các bạn. Các bạn có quyền ở lại Nhật lâu dài tùy theo mong muốn của các bạn, hay là tùy theo mục đích của các bạn. Vẫn có nhiều trường hợp là bị trượt visa, tuy nhiên là nếu như mà đi theo chương trình kỹ sư mà các bạn làm việc một cách chăm chỉ, không vi phạm gì, tuân thủ luật của Nhật Bản, thì các bạn không có gì phải lo cả. Các bạn yên tâm, các bạn sẽ làm và các bạn đón gia đình sang ở cùng chung sống. Thì đối với chương trình kỹ sư này thì ở Nhật người ta sẽ hiểu là mình giống như là mình sang đây mình sẽ là ngang như một người Nhật bình thường học hết cấp 3 đấy, mình giống như một người lao động bình thường, giống như các bạn là một người lao động ở Việt Nam ấy, sẽ được hưởng mức lương theo quy định của chính phủ Nhật Bản, từng theo mặt bằng chung của từng vùng và theo quy định của tùy từng công ty. Ví dụ có công ty người ta lớn, người ta làm ăn được thì lương cơ bản người ta trả cao hơn thì mình sẽ được hưởng mức lương cao hơn đấy. Thì cái chương trình kỹ sư này thì có một cái là nếu như đối với những cái bạn mà tiếng Nhật không tốt thì các bạn sang đây sẽ bước đầu lúc đầu sẽ gặp một vài khó khăn, nhưng sau đấy các bạn tiếng Nhật học lên tốt rồi thì các bạn sẽ ok hơn, nói chung là như vậy đấy. Thế là đi theo chương trình kỹ sư thì các bạn có ưu điểm lớn nhất là các bạn nhận được, bạn nhìn thấy đồng tiền luôn, sang cái là bạn đi làm bạn nhìn thấy đồng tiền luôn.
Chi phí của chương trình kỹ sư thì nó tùy theo từng người các bạn nhé. Có người đi thì không mất tiền, có người đi mất 2.000, có người đi mất 3.000, đấy, có người đi mất 5.000, tùy theo các bạn nhé. Đấy là tùy theo năm, có người đi mất 6.000. Cái đấy thì đối với những người mà đi mà mất khoảng 2-3.000 thì thực sự là các bạn tiếng Nhật cũng tương đối khá thôi, thì các bạn sẽ mất ít phí hơn. Đấy, còn các bạn mà tiếng Nhật mà chưa tốt ấy thì các bạn sẽ phải mất mất phí nhiều hơn. Thế như của mình thì chương trình của mình đi ấy, thì tổng chi phí nói chung đến lúc mình đi ấy, nó cộng dồn rất nhiều thứ cả ra đây thì nó cũng không không tiện. Như là nếu bạn nào muốn quan tâm thì cứ inbox cho mình thì mình sẽ nói. Còn đối với chương trình kỹ sư thì mình cũng nói chung như thế để cho các bạn có thể một cái nhìn tổng quan. Đấy, thì thông qua video này mình muốn chia sẻ cho các bạn hiểu về ba cái chương trình hiện nay. Cho nên là đưa ra một lời khuyên cho tất cả những cái bạn nào mà muốn chuẩn bị sang Nhật đấy, thì các bạn xét theo điều kiện của mình như thế nào. Như các bạn đang có bằng đại học thì các bạn nên đi theo chương trình kỹ sư, vì sang đây cái là các bạn sẽ có thể kiếm được tiền luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy đồng tiền luôn rất là nhanh. Còn các bạn chưa có bằng đại học ấy thì các bạn hãy lựa chọn giữa chương trình thực tập sinh và chương trình du học sinh. Đối với chương trình thực tập sinh thì các bạn có thể nhìn thấy đồng tiền ngay sau khoảng tầm sau khi học xong sang Nhật cái các bạn đi làm, các bạn có lương luôn, các bạn không phải lo gì đến việc là vừa học vừa làm nữa. Còn đối với những bạn mà muốn có một tấm bằng ở bên Nhật này và vẫn muốn ở Nhật lâu dài nhưng mà chưa bằng đại học ở Việt Nam thì các bạn có thể đi theo chương trình du học sinh. Nhưng mà hiện nay mình khuyên các bạn là nếu như các bạn có điều kiện học được ở Việt Nam thì các bạn cứ học lấy cái bằng đại học ở Việt Nam, học xong học trường gì cũng được, miễn sao là phải là bằng đại học chính quy, đừng có học bằng đại học liên thông gì cả, sẽ rất là phức tạp. Đấy, cứ miễn là sao từ bây giờ nhé, bởi vì bây giờ là ngày xưa ấy thì bên cục xuất nhập cảnh của Nhật ấy, người ta chưa có nhiều thông tin, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng đến bây giờ người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta làm hàng trăm nghìn bộ hồ sơ của những người Việt sang bên Đan Nhật rồi. Cho nên là những cái trường đại học nào có tên tuổi hay như là người ta nắm được hết, nó lưu hết ở trong hệ thống rồi. Cho nên các bạn đừng có hy vọng là các bạn mua bằng đại học ở Việt Nam xong các bạn sang Nhật là khó lắm. Cái đấy là rất là ít. Thế mình muốn chia sẻ một vài thông tin như thế để cho tất cả anh em muốn sang Nhật thì có thể nắm được cụ thể giữa ba chương trình này ưu nhược điểm nó như thế nào. Đấy, thì mong anh em có được cái nhìn tổng quan về ba chương trình này và có sự lựa chọn đúng đắn cho mình trước khi sang Nhật. Đấy, còn chúc tất cả anh em xem video này có được thông tin bổ ích, và mình cũng sẽ cố gắng tổng hợp thêm được nhiều thông tin khác nữa mình lại chia sẻ trong video tiếp theo về 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 cái chương trình thực học sinh hiện nay ấy. Người ta cũng đang từ 1 tháng 4 vừa rồi ấy, là người ta có mở rộng thêm được 2 năm hoặc thậm chí là đến 5 năm đối với chương trình thực tập sinh. Cho nên là cái nhược điểm của chương trình thực học sinh là được 3 năm thì bây giờ đã được mở rộng rồi đấy. Tuy nhiên là nó không phải dành cho tất cả những cái bạn đi sang bên Nhật như này mà nó chỉ dành cho một số ngành nghề thôi. Thì mình sẽ làm trong một cái video chia sẻ tiếp theo, thì các bạn hãy chờ đón những video đấy tiếp theo của mình. Nếu các bạn quan tâm thì hãy đăng ký kênh của mình để khi mình ra video thì YouTube người ta sẽ thông báo cho các bạn biết được là ông Xuân này ông ấy đăng cái video mới lên thì các bạn biết luôn. Thì chứ còn nhiều khi nếu như có nhiều cái thông tin mình nghĩ cũng sẽ rất bổ ích cho những bạn đang cần đấy. Các bạn không đăng ký thì sẽ các bạn sẽ không không biết được, video nó sẽ trôi qua thôi. Nó trôi qua thì kiến thức bây giờ nó nhiều mà, cho nên là YouTube nó cũng đưa ra cái thông báo mình thấy cũng khá là hay. Nên anh em có thể giới thiệu cho bạn bè, chia sẻ với những ai mà đang chuẩn bị sang Nhật cần thông tin thì các bạn cứ đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.